Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ở video trước, mình đã giúp bạn tìm hiểu về phương pháp gió method. Bạn nào chưa biết phương pháp gió method là gì thì có thể nhấn vào đấy để xem lại. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về giải thứ 3 của phương pháp gió method. Đó là giải 3 cột cạnh của Cross. Ở hai bậc trái đầu đó là giải khối tâm màu trắng và khối tâm màu vàng. Mình đã nói rất cụ thể ở video này. Và video này, phần link mình đã để dưới phần mô tả, các bạn có thể kéo xuống và xem giúp mình nhé. Và thực biết đâu vào video đừng bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Và nếu bạn có những ý tưởng gì khảo của mình thực hiện, nhớ để lại bên dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Ok, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Sau khi đã hoàn thành xong hai bước đầu tiên của phương pháp gió method, các bạn đã có được khối tâm màu trắng và khối tâm màu vàng ở trên này. Các bạn sẽ xoay bích qua như thế này và thực hiện bước thứ 3, đó chính là giải ba góc cạnh của cross màu trắng ở đây. Các bạn cần phải chọn hai bên cạnh giống nhau và kẻ chúng lại với nhau như thế này, kẻ chúng lại giống nhau như thế này và đưa nó vào đây. Các bạn cần phải làm tương tự với hai góc cạnh còn lại để được ba góc cạnh của cross màu trắng. Và bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách để ghép hai góc cạnh giống nhau thành một cặp như thế này. Trường đầu tiên cũng là trường hợp đơn giản nhất, các bạn sẽ có vị trí hai bên cạnh như sau, ở đây và ở đây, hoặc là như thế này, nằm ở đây và ở đây. Các bạn chỉ cần đưa xuống như thế này, hoặc là đưa lên như thế này và đưa qua, thế nên là có được một cặp cạnh đúng của cross màu trắng như thế này. Tiếp theo mình nhìn thấy viên này và viên này, mình sẽ đưa viên này qua đây, nhưng khi đưa qua thì mình đã làm mất đi cặp cạnh này mình vừa làm được, thì mình sẽ đưa xuống như thế này và đưa qua. Khi đó mình lại ghép hai bên này lại như thế này. Và các bạn để ý rằng màu đỏ và màu cam sẽ nằm đối nhau, nên mình sẽ đưa cặp này xuống đây như thế này và đưa qua. Vậy là mình đã được hai cặp cạnh của cross đúng như thế này. Và cạnh thứ ba đây và đây, mình sẽ thực hiện đưa như sau. Mình đưa bên này xuống như thế này, đưa bên này qua đây và trả về lại. Đây, mình sẽ làm lại, chúng nằm như thế này, ở đây mình sẽ đưa xuống, đưa qua và đưa lên lại. Vì đây mình đã được một cặp cạnh đúng ở đây và màu đỏ sẽ nằm bên phải của màu xanh dương. Mình sẽ đưa như thế này và đưa qua. Vậy là mình được ba cặp cạnh đúng của cross như thế này. Ok, ví dụ tiếp theo như sau. Mình thấy viên đỏ trắng ở đây và một viên đỏ trắng ở đây. Mình có hai cách để đưa hai viên này thành một cặp cạnh. Đầu tiên mình sẽ đưa như thế này, ép hai từ này xuống đây và ghép lại thành một cặp như thế này. Hoặc cách số 2 là mình sẽ đặt đuôi như thế này và làm công thức đó là r nhỏ u 2 r nhỏ 2. Vậy là mình đã ghép thành một cặp như thế này và mình đưa vào, đã có một cặp cạnh đúng ở đây. Và mình thấy rằng viên cam trắng ở đây và một viên cam trắng ở đây, chúng nằm như thế này và mình sẽ đưa xuống như thế này. Vậy là mình đã có thêm một cặp cạnh đúng ở đây. Và cam và đỏ nằm đối với nhau nên mình sẽ xoay màu đỏ qua đây, đưa cặp cạnh này vào đây như thế này. Và cặp cạnh cuối cùng là xanh là cây trắng và xanh là cây trắng nằm ở đây. Mình thực hiện đến như sau. Mình đưa viên này đưa lên và đưa qua. Thì đó mình ghép lại như thế này. Và cặp cạnh màu xanh lá sẽ nằm bên trái của cặp cạnh màu cam, nên mình sẽ đưa cặp cạnh màu cam qua đây và đưa qua. Vậy là mình đã được ba cặp cạnh của màu trắng như thế này. Ví dụ tiếp theo như sau. Mình thấy viên xanh chân trắng nằm ở đây và viên còn lại nằm ở đây. Mình sẽ ghép hai bên này lại như thế này. Mình u 2 thì đó thì viên xanh chân trắng nằm ở đây, viên còn lại nằm ở đây, mình sẽ đưa lên u và ghép hai bên này lại và đưa vào đây. Vậy là mình được một cặp như thế này. Tiếp theo thì mình nhìn thấy hai bên này, mình sẽ ghép chúng thành một cặp như thế này. Và xanh lá sẽ nằm đối với xanh dương nên mình sẽ đưa xanh dương xuống đây, đưa xanh lá qua như thế này. Tiếp theo thì mình nhìn thấy màu đỏ ở đây và màu đỏ ở đây, mình sẽ đưa qua, nhưng khi đưa qua mình sẽ làm mất màu xanh dương ở đây nên mình sẽ đưa qua như thế này. Mình sẽ đưa qua như thế này. Còn lại đây
nhìn được qua. Như thế này, mình sẽ ghép lại như thế này. Vẽ được một cặp cánh màu đỏ trắng. Và cặp cánh này sẽ làm bên phải của cặp cánh màu xanh dương. Mình sẽ đưa qua như thế này. Vậy là mình đã có 3 cặp cánh của Cross đúng ở đây. Ví dụ tiếp theo như sau, mình có 2 viên trắng đỏ nằm ở đây. Và mình sẽ ghép chúng lại như sau. Mình đưa U phẩy để đưa một viên ra đây. Như thế này. F phẩy đưa viên còn lại ra đây. Và mình thực hiện đưa rơi nhỏ phẩy. Vậy là chúng được một cặp ở đây. Và mình sẽ đưa cặp này đúng với tấm màu trắng ở đây. Như thế này. Tiếp theo mình thấy viên xanh là cây trắng ở đây. Xanh là cây trắng còn lại nằm ở đây. Mình đi và rơi nhỏ. Vậy là chúng được một cặp ở đây. Nhưng theo việc màu thì xanh lá sẽ nằm bên phải của màu đỏ. Mình sẽ đưa màu đỏ này là 6 này. Bằng cách là L2 và U. Vậy là mình đã có 2 cặp cánh đúng của Cross như thế này. Tiếp theo mình thấy cam trắng ở đây và cam trắng ở đây. Mình đưa qua. Nhưng khi đưa qua như thế này thì mình đã vô tình làm mất màu xanh lá cây trắng ở đây. Thì mình sẽ đưa qua như thế này. Và mình đưa hai bên này qua đây. Mình đưa bên này xuống đây. Đưa bên này qua đây. Và đưa lên lại như thế này. Đây. Và theo quyết màu thì màu cam và màu đỏ sẽ đối với nhau. Màu đỏ đấy rồi nên mình sẽ đưa màu cam ra đây. U. Vậy thì mình đã có được 3 cặp cánh của Cross đúng như thế này. Vừa rồi mình cũng đã giúp bạn tìm hiểu một số ví dụ để qua đó các bạn có thể biết cách giải 3 cặp cánh của Cross. Nếu các bạn có những gì còn thắc mắc hay chưa hiểu, cứ để lại video bên dưới, mình sẽ giúp bạn giải đáp. Và nếu bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.